hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm canh tí. Ngày này là ngày giáp dần tháng bính tuất năm canh tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỷ, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bạo quang, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại khê thủy, ngày giáp dần, tức can chi tương đồng, thuộc mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại khê thủy, kỵ tuổi, mậu thân, bính thân, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tí, bính thân, mậu ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy ngày dần lục hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục xung với thân hình tỵ hại tỵ phá hợi và tuyệt dậu vài tuổi xung khác trong ngày tuổi mậu thân bính thân canh ngọ canh tý tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quan tốt mọi việc, sao tam hợp tốt mọi việc, sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao đại hao, khí tử, quan phú, xấu mọi việc, sao thủ tử, xấu mọi việc, trừ săn mắt, sao nguyệt yếm đại họa, xấu đối với xuất hành giá thú, sao cựu không, kỷ xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao lôi công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao âm thác, kỷ xuất hành, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này sẽ có được những trải nghiệm mới trong chuyện tình cảm của mình, chỉ tiếc rằng mọi thứ lại kết thúc trong buồn bã, tình yêu mới chớm nở đã vội phai tàn bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý á cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có thủy sinh xuất cho mộc, cái điều này làm cho bạn tuổi Tý rất có thể sẽ trải qua những cái chuyện tổn thương về mặt tình cảm của mình cho dù bản thân bạn không hề mong muốn, duyên số chưa tới thì đành phải chấp nhận, chứ có nên cưỡng cầu bạn tuổi tí nhá Trong ngày này, đối với bạn tuổi tí, cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng có nảy sinh nhiều rạn nứt, do đôi bên thiếu đi cái sự chia sẻ và cảm thông với nhau. Và nếu như bạn tuổi tí vẫn còn muốn níu giữ hạnh phúc, thì trong ngày này hãy tạo điều kiện để cho đôi bên hiểu nhau hơn nữa bạn tuổi tí nhá và ngày này đối với bạn tuổi tí á, đi xa thì không thuận lợi khó gặp được người không có người giúp đỡ nghiệp khó thành nên hạn chế làm những cái công việc trọng đại ở trong ngày nữa bạn tuổi tí nhé. và tử vi tuổi giáp Tý thuộc kim tình cảm phai nhạt tử vi tuổi bính tý thuộc thủy duyên phận chưa tới tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa chớ nên vội vàng, tử vi tuổi canh tí, thuộc thổ, cái gì đã qua, để cho nó qua, tử vi tuổi nhâm tí, thuộc mộc, vợ chồng mâu thuẫn. Về đánh giá của bạn tử tí trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử xỉu trong ngày này đang có điểm báo dễ gặp trở ngại trong cái chuyện tình cảm của mình. Ngày này, đôi bên chưa thực sự hiểu nhau, dễ gây tranh cãi vì những chuyện không đáng có, khiến cho tình yêu dần phai nhạt dần đi nữa bạn tử xỉu nhé. Trong ngày này, đối với những bạn đang quản đầu thân thì quản mãi mê với nhiều thứ vui của mình mà quên mất đến chuyện tình cảm lứa đôi. Cái vết thương trong quá khứ quản in dấu ở nơi trái tim của bạn. Vì vậy, với bạn tự xỉu vẫn chưa vượt qua được trở ngại trong cái chuyện tình cảm với mình nhé. Và với bạn tự xỉu, bạn cần phải hiểu rõ cái điều mình mong muốn là gì. Đừng để cho những ước mơ xa vời khiến cho mình càng ngày càng xa rời cuộc sống thực tại. Bạn có thể hoạch định cho tương lai của mình bởi chẳng ai có thể làm cái điều đó giúp cho bạn được bạn tuổi xỉu nhé. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim tình cảm không như ý, tử vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy dễ bị lầm đường lạc lối, tử vi tuổi kỵ xỉu thuộc hỏa không biết mình muốn gì, tử vi tuổi tân xỉu thuộc thổ đang mắc nhiều sai lầm. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc có thể sẽ cần sự trợ giúp về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi mão tuổi hợi Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh Cho nên với bạn tuổi dần trong ngày hôm nay sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá với mình và với bạn tuổi dần, bạn biết cách để biến những sở thích, thú vui của mình trở thành những thứ có thể kiếm được tiền nữa rồi nhé. Với bạn tuổi dần, trong ngày thứ bảy này, bạn khá chỉ là bận rộn, nhưng cũng chẳng hề gì, bởi bao nhiêu vất vả, căng thẳng với bạn sẽ tan biến hết khi bạn cầm được số tiền thu hoạch vào tay mình, càng ngày càng trở nên nỗ lực hơn nhiều nữa đó bạn tuổi dần nhé trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn tuổi dần có thể bị suy yếu do những ngày tháng trước đây bạn làm việc mệt mỏi không ngừng nghỉ nghỉ ngơi không được hợp lý bạn cần phải xem lại việc kiếm tiền của mình đừng có độ sức để kiếm tiền rồi lại lấy tiền để mua sức khỏe bạn tuổi dần nhé trong ngày này đối với bạn tự dần xuất hành thì có được quý nhân phù trợ buôn bán gặp thời buôn may bán đắt mọi việc đều tốt cầu tài đều rất chi là thuận lợi nữa bạn tự dần nhé và bạn đừng quên nên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng đông nam hai cái hướng này sẽ giúp cho bạn có được sự may mắn trong công việc cũng như là có được tài lộc về mình nữa bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tiền bạc bị tổn hao tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa sức khỏe đi xuống tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ đề phòng bệnh gan tử vi tuổi canh dần thuộc mộc kiếm tiền dễ dàng tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim nhanh chóng tìm được nguồn thu về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương hội. Cái điều này sẽ mang tới hạnh phúc cho bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Mão, gia đình bạn cũng có kỷ niệm đẹp đẽ với nhiều niềm vui bất ngờ trong ngày nữa nhé. Và trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Mão, tình cảm vợ chồng càng ngày càng gắn kết. Đôi bên có sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau mà không cần phải nối với nhau quá nhiều. Tâm ý tương thông, bạn tuổi Mão, bạn càng thêm cố gắng để giữ gìn hạnh phúc gia đình nữa rồi nhé. Ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được ngày có chính tài nhập cục cho nên cái côn đường tài lộc với bạn tuổi mão trong ngày hôm nay được ổn định, tài chính được vững vàng, giúp cho bạn tuổi mão thoát khỏi nỗi lo về tiền bạc. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải có cái sự tiết kiệm để tích lũy cho tương lai của mình, đừng có tiêu xài một cách hoang phí bạn tuổi mão nhé. Ngày này đối với bạn tuổi mão trong ngày bạn đang có được tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi, không cần phải lo lắng nhiều trong ngày có được lộc khổ thiêu thiêu chân. Vì vậy, bạn có được cái nguồn tài lộc rất chi là là lớn ở trong ngày nữa bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tiền bạc dồi dào, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, tình cảm thăng hoa, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, vợ chồng hạnh phúc, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, thấu hiểu lẫn nhau tử vi tuổi quý mão thuộc kim tài chính vững vàng về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thìn trong ngày này rất có thể bạn sẽ cảm thấy mâu thuẫn trong chính con người của mình và ngày này đối với bạn tuổi thìn bạn đang gặp ngày thìn dần tương hội, bạn yêu người ấy nhưng lại không dám bày tỏa tình cảm của mình. Rất có thể vì thế mà bạn phải hối hận trong cái chuyện tình cảm đối với bạn tuổi thìn nhé. Và trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi thìn đang có quá nhiều trở ngại trên cái con đường tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Bạn không dám bày tỏ tình cảm của mình, cũng có lý do riêng của mình mà tạm thời chưa thể giải quyết được nữa. Và với bà tuổi Thìn, vợ chồng cũng có lúc tranh cãi, bất đồng ý kiến lẫn nhau, nhưng sau cùng thì bạn vẫn biết rằng gia đình là để yêu thương, chăm sóc cho nhau, chứ không phải là để tranh giành thắng thua, ai đúng, ai sai mà phải cố chấp bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa tình cảm mau thuẫn, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ dễ gặp chuyện không hay, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, tình yêu chưa tới. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, biết giữ gìn hạnh phúc. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, cần yêu thương và thấu hiểu. Về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Tỵ ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bà tuổi tỵ đang cảm thấy bế tắc trong chính chuyện tình cảm của mình và với bà tuổi tỵ bạn không biết làm thế nào để có thể xoa dịu những nỗi đau, những sự tổn thương mà đối phương đang phải chịu đựng nữa nhá. Bạn tuổi tỵ bạn không phải là người trực tiếp gây ra những nỗi đau ấy, nhưng cũng vì bạn mà người ấy phải chịu đựng. Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta chỉ có thể chấp nhận, chứ chẳng thể trách ai được đó bà tuổi tỵ nhé. Và ngày thứ bảy này đối với bà tuổi tỵ bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi tỵ đang có điểm báo, có kẻ tiểu nhân đang cố tình phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Có những điều bạn mong muốn bảo vệ thì kẻ xấu biết được và bày mưu tính kế để gây chuyện với bạn nữa bạn tuổi tỵ nhé. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa đường tình trắc trở, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tiểu nhân gây chuyện, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc thị phi bỏ vay từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim cảm thấy bế tắc từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tình cảm bất thuận vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi sửu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này với bạn rất có thể sẽ nhanh chóng giải quyết được những mâu thuẫn đang còn tồn động trong gia đình của mình và ngày hôm nay là ngày mà với bạn tuổi ngọ sẽ nhận được cơ hội đó để kéo mọi người lại gần với nhau hơn nhé. Dù sao đi nữa, một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã, có giận hờn, trách móc nhau đến đâu đi nữa thì đứng trước tình thân chẳng có ai có thể từ chối được và với bạn mệnh tuổi ngọ biết được điều đó nên dựa vào sự giúp đỡ của quý nhân tam hợp mà có được sự thành công nữa nhé. Tuy nhiên với bà tuổi ngọ cũng có lúc cảm thấy mệt nhọc nhưng bạn lại đang gặp được ngày có mộc dưỡng cho hỏa cho nên bạn đừng quá lo lắng, người ấy sẽ giúp cho bạn tiếp bước thêm cái con đường về phía trước, vợ chồng đồng lòng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được nữa bạn tuổi ngọ nhé. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tình cảm dạt rào. tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, mau thuận được hòa giải, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa có tình cảm với nhau, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ dễ tìm thấy được người thương, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc vợ chồng đồng lòng. Về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay, Côn đường tình duyên của bạn lại có điểm báo gặp nhiều trắc trở và với bạn mệnh tuổi Mùi có thể sẽ cần tới nhiều sự trợ giúp của người thân trong việc tìm kiếm một nửa của riêng mình và bạn cũng đừng có ngại ngần cái chuyện mai mối, biết đâu nhân duyên lại tới với bạn thì sao bạn tuổi Mùi nhá. Ngày này với bạn tuổi Mùi ạ bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ bất dung cho nên gia đình có nhiều điểm bất hòa mà với bạn tuổi mùi chưa tìm được cách để hóa giải bạn mệnh mong muốn được thấu hiểu và yêu thương nhưng theo thời gian tình yêu thành tình thân và thành trách nhiệm của bạn nữa đó bạn tuổi mùi nhá với bà tuổi mùi vợ chồng cũng đang có sự lạnh nhạt xa cách với nhau vì chẳng có nhiều thời gian để trò chuyện tâm sự với nhau và bạn hãy tìm cách để hâm nóng lại tình cảm gia đình. Nhân ngày này, cuối ngày, bạn hãy cho mình cơ hội để tạo một bữa cơm thân mật cùng với những thành viên trong gia đình để gắn kết tình cảm mọi người với nhau hơn nữa bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tình cảm mâu thuẫn, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy vợ chồng bất hòa, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, dễ sinh hiểu lầm, tử vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, tình cảm lạnh nhạt, tử vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, chưa hiểu cho nhau. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Xin tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này bạn đang có điểm báo rất có thể sẽ mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi không dành cho người thân của mình sự tôn trọng tối thiểu bỏ qua những ý kiến của họ đó bạn tự thân nhé. Và bà tự thân thả lắng nghe người ngoài nói còn hơn là nghe người nhà mình nói gì. Những hành động của bạn dần làm bào mòn tình cảm gia đình khiến cho cái mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình trở nên lạnh nhạt với nhau nhé tỷ kiên xuất hiện cái điều này cho thấy với bà tử thân đang có cái sự cố chấp và bạn mệnh khi đau đó bạn nhận ra sai lầm của mình nhưng nhất quyết lại không thừa nhận chỉ tới khi mọi chuyện được phơi bày ra thì với bà tử thân mới ngỡ ngàng và hối hận trong sự muộn màng nữa đó bà tử thân nhé vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tình cảm không như ý do thiếu thông cảm tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa cần phải bình tĩnh lắng nghe trước khi phản bác tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ có nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài tử vi tuổi nhâm thân thuộc mộc bạn cần phải hiểu được chính bản thân mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim đừng đổ lỗi cho người khác trước khi xem xét lại bản thân mình bạn tuổi thân nhé về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này bạn đang có điểm báo tiêu tiền vô số kể khi mà đang gặp ngày có kiếp tài định mệnh. Và với bà tuổi dậu bạn không muốn phung phí tiền bạc đến thế nhưng sự chẳng đành chẳng thể không rút tiền trong ví ra để giải quyết công việc được đâu nhé. Có nhiều chuyện bất ngờ phát sinh khiến cho bạn tuổi dậu chẳng thể nào xoay sở kịp và với bạn mệnh tuổi dậu hãy lấy đây làm bài học cho mình để chuẩn bị kỹ càng hơn cho những lần sau và luôn có phương án dự phòng cụ thể cho chính mình để hạn chế những cái rủi ro đáng kể xảy ra với mình bạn tuổi dậu nhé. Và trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có màu khắc với kim, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý. Chuyện tình cảm của bạn tuổi Dậu chưa đi đến đâu. Với bạn tuổi Dậu, bạn mong muốn có tình yêu khắc cốt ghi tâm, muốn nhanh chóng xây dựng gia đình, nhưng số phận chẳng được như ý muốn của bạn bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc thủy tình cảm tổn thương do thiếu chia sẻ tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa cần hiểu bản thân mình mong muốn gì cần gì tử vi tuổi kỵ dậu thuộc thổ tiền bạc tiêu tiền không kệ xít tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc có những chuyện bất ngờ khiến cho bạn không kịp trở tay tử vi tuổi quý dậu thuộc kim đừng hoảng loạn cần phải giữ bình tĩnh về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 7 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi sửu tuổi thìn vi tuổi tuất thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện tam hợp cái điều này mang lại nhiều bất ngờ cho bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay mặc dù vẫn có những khúc mắc giữa hai người nhưng với tình yêu chân thành bạn có thể khiến cho người ấy hồi tâm chuyển ý trở lại nữa nhé. Và bạn tuổi tuất, bạn mệnh biết được mình cố gắng rất chi là nhiều để xây dựng gia đình hạnh phúc. Xong, bạn cũng băn khoăn khi không biết phải làm như thế nào để có thể giữ được tình cảm, được bền vững, không thay đổi nữa. Ai cũng có những lúc thấy mình bất lực, nhưng quan trọng là với bạn tuổi tuất, bạn biết tỉnh ngọ biết nhìn ra chân lý ở đời, những thứ quý giá cần phải giữ gìn thì sẽ cố gắng giữ gìn bằng mọi giá, không thể bộ qua được bạn tuổi tuất nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, đừng để mình phải hối tiếc về sau. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, hãy cố gắng hơn trước khi quá muộn. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc. Tình cảm có thể thay đổi, nhưng lòng người đừng thay đổi. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim hãy biết trao cho nhau nụ cười thay vì lời trách móc từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy có những chuyện chẳng thể làm khác được về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay bạn đang có được báo hiệu khá chi là may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của quý nhân cả về đường tình duyên lẫn đường tài lộc cho mình nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi hợi bạn đang gặp ngày hợi dần nhị hợp cho nên người ấy sẽ sớm xuất hiện trước mặt bạn mà thôi đó bạn tuổi hợi nhé nhân duyên khó nối nhưng với bạn tuổi hợi sẽ cảm nhận ngay được sự hiện diện của người ấy trước mặt mình. Bạn đừng quá vội vàng tiếp cận và hãy cho người ấy thời gian để làm quên và tìm hiểu nhau cái đã bạn tuổi hợi nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi hợi, bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với những khởi phát trong cái chuyện kinh doanh buôn bán của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay thực sự là đáng mừng. Và bạn tuổi hợi, bạn kiếm được những cái mối làm ăn lớn dễ đạt được mục tiêu của mình trong việc nâng cao thu nhập nữa rồi. Ngày này đối với bà tuổi hợi, trong ngày có được tin báo tốt lành niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc cũng được thuận lợi, không cần phải lo lắng nhiều. Bạn đang có được lộc khổ thiêu chân, tài lộc ầm ầm đổ về nhà nữa bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, tình duyên không thể nói trước. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, hãy trân trọng người ở trước mắt mình. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, tiền bạc nhanh chóng kéo đến, Từ vi tuổi tan hợi thuộc kim, cơ hội làm ăn hiếm có, đừng bỏ qua, Từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy, hãy chấp lấy thời cơ ngay khi có thể. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.